Xin chào tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình Gương Mặt Thân Quen. Mình là Cara và công việc hiện tại của mình là ca sĩ. Mình chỉ mong là khi tham gia chương trình qua từng tập thì mình thể hiện tốt nhất có thể, và khi khán giả xem vào những tiết mục đó là mọi người sẽ yêu thích và quý mến mình nhiều hơn. Coi mình ta vẫn vương hồi ước trong em say chiều mưa buồn yeah. Ngàn giọt lệ ngừng khiến khóe mi sầu bi đừng sợ nơi cố nhân từ xa biệt ly cánh hoa rung rời vẫn duyên mong manh rẽ lối trong mưa ngày tương phùng à, tình cũ theo làn gió bay cười nào qua sông lỡ quên vẽ trăng tầng này này trong bóng mai cho anh biết tên, chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày. Anh gặp em đã nhiều lần nhưng tim rối bời, vì thế cứ mãi nhìn lên ở phía sau mà thôi. Ngất ngây trẻ mây khi em nói câu xin chào, chàng trai bao lâu theo sau em đã để ý. Tiến lại được gần hương thơm tỏa thật siêu kỳ, dừng lại một phút anh muốn nói. Truyền thái y đi, em đã say mất luôn lối về. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Truyền thái y đi, em đẹp như bức tranh điêu thuyền. Nàng đã mang anh đi về nơi kiên tiên muôn vàng điều hay. Truyền thái y đi, truyền thái y. Ba 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 ba, truyền thái y đi, truyền thái y.